chào các anh chị và các bạn nha. Đi hôm nay mới đi chợ về, vừa chạy vô nhà tắm rửa xong giờ phải để xe ở ngoài nắng khoảng 1 tiếng đồng hồ sau. Giờ nhờ ông xã lấy đồ vô. Anh lấy cái đồ vô là phải đeo bao tay vậy, nó an toàn tay nữa không? Lấy bánh mì đồ vô trước bên đây nè. Sao bụi không vậy? Thì ở ngoài đây bụi mà. Đó. Xách mấy cái đồ khô bỏ vô gara trước đi. Đi mua đồ trong cái mùa này giống như chạy giặt vậy đó. Không có ai đụng tới ai á, mọi người thấy không? Mua người ta lựa giống như dưa leo, xà lách rồi đó. Mỗi một người tới lựa thì người khác phải đứng cách xa, thiệt là xa, chờ người nọ lựa xong rồi mới tới người kia, vui lắm. Không có giành giật giống như ngày xưa. Đó, vậy mà vui. Ly mua một ít chè nè. Trời, bánh mì thịt để về nhà ăn liền cái. Xôi chè đùm lắm hết trơn á. Bây giờ thì lấy đồ tưng tưng á. Ôi trời, để tạm đỡ mọi người. Xong rồi cái mình sắp từ từ vô. Mua gạo nữa hả? Dạ, bữa nay thấy được gạo ba cô gái mừng quá. Mà nó cũng không có bao lớn đâu, bao nhỏ thôi. Mà Ly thì xếp hàng để mà vô chợ là người đầu tiên luôn á, mua được hai bao gạo nhỏ nhỏ. Vậy mà hôm qua ba của Ly nói nha, chợ nào cũng đầy gạo hết trơn rồi lo gì. Ly đi đâu có thấy gạo gì đâu. Ba nói đầy gạo hết trơn lo gì. Mà em là người đầu tiên đi. Em là người đầu tiên đứng nhất ra mới mua được hai bao. Mỗi người mua được 1 bao thôi, mua bao thứ hai là nó cộng thêm 4 đồng á. Nóng quá. Để tạm đi, từ từ xách vô. Có chừng đổ mua 2 phần bún bò Huế nữa nè. Xem. Xong rồi khi mà mình đóng cửa gara lại cái bắt đầu mình dọn lên. Giờ đi. What do you don't like to eat? Oh, you eat that? Giờ hai cha con ăn bánh mì trước à. Em có mua bánh da lợn nè. Bánh bò. Chè. Chè ba màu rồi chè xáo xộn. Cà phê. Cái này chè đậu. Sau khi mà Ly đi chợ về đó, xong rồi cái Ly thấy các anh chị và các bạn ở trên YouTube chia sẻ là mình lặt rau ra mình ăn xong rồi bắt đầu mình lấy mấy cái cây mà có rễ nè, mình ngâm vô nước. Ngâm vô nước xong rồi để khi nào mà nó mọc rễ cái bắt đầu á mình trồng. Tại vì ông xã của Ly làm mấy cái khung rồi, nhưng mà Ly thì chưa có cái gì để trồng hết. Bây giờ Ly ngâm vô nè. Các chị và các bạn coi cây tỏi này là Ly xiên mấy cái cây tăm vô ha. Ly ngâm vô nước nè. Mới khoảng 5 ngày thôi thì nó đã lên rồi. Cây này cũng vậy. Nhưng mà cây kia nó giống như nó phát triển mạnh hơn đó. Cây này thì mới có 3 tép lên thôi. Cây này hành tây. Hành tây thì Ly cắt ở trên đầu, rồi Ly nhúng xuống trong cái ly nước á. Cái rễ là nó đang lú lú lên nè cả nhà. Này rau rau tím tím kia bằng tí tô hơn cả. Tí tô này là rau tí teo. Này là húng lủi. Húng lủi nè. Cận này là biết gì không? Đố anh luôn á. À, cần nước. No, rau răm. Ủa vậy hả? Rau răm. Còn bây giờ là cái mà em thường làm nhất nè. Biết gì không? Cái này là dễ nhất luôn á, cả nhà nó có rễ sẵn rồi.
Cho nên Ly chỉ cần cắt cái này nè. Vậy bữa nào em trồng anh coi coi em trồng sao. Ngâm vô nước vậy đó. Tại đợt trước á Ly cũng làm thử rồi. Chỉ cần ngâm về 1-2 ngày thôi là Ly đem ra ngoài á, Ly trồng á tự nhiên nó sống. Bữa Ly hái có mấy cọng à, xả Ly la quải luôn nha. Giờ phải trồng thêm. Trồng có mấy cọng hái rồi chứ đâu có đủ ăn đâu. Cái này không biết nha, không có biết chắc nha. Tại vì Ly thấy ở trên YouTube các anh chị và các bạn có chia sẻ là cái này nè, mình cũng có thể trồng được. Thì Ly cũng bắt trước thôi nha. Còn nó lên hay không là phải vài ngày sau mình mới biết nha. Hoặc tuần sau gì đó Ly sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn xem. Giờ làm một cái khung riêng cho em mà đó, để em tự trồng nha, anh không có trồng đâu nha. Thì em lấy cái này xuống em tự trồng á, để xem coi em trồng nó có lên không. Chắc không quá, em đâu có cái... Thì em phải thử mới biết chứ. Em đâu có cái tay trồng chưa biết đâu. Em có trồng bao giờ không? Không đúng không? Chưa. Em chưa có trồng bao giờ thì em thử đi. Thì bây giờ nè. Bây giờ em làm em bắt anh trồng cũng vậy, em đâu có thử em đâu biết, cho nên em phải thử. Em thấy mấy anh chị chỉ cần ngâm cái này vô nước thôi, khoảng chừng một tuần lễ sau là có thể đem ra trồng được rồi. Cái này là lần đầu tiên đi thử nha. Không biết có đúng không nữa, nhưng mà mình cứ thử đi tại vì đâu tốn tiền để thử đâu. Giờ mình có mấy cái khung rồi mà mình không có gì trồng, mình phải tự học hỏi thôi. Từ trước đến giờ Ly chưa bao giờ trồng vườn đồng gì hết trơn á. Bây giờ ông xã Ly kêu Ly thử trồng một tuần nữa thôi, Ly sẽ đem hết cái này ra rồi để anh chờ xem em trồng nha. Mọi người cũng chờ xem, cùng với ông xã Ly chờ xem Ly trồng cây coi nó có tươi tốt như thế nào nha, hay là quéo hết trơn không biết nữa. Vậy thì mình cứ chờ coi ha. Thử đi nha. Trời, đây là một mớ rau củ quả Ly đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tuần sau Ly sẽ trồng. Rồi, ok. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Ly nha. Đừng quên đăng ký, subscribe. Rung quá, mình chờ xem mà mình thấy rung, hồi hộp quá. Để Ly có nhiều video khác chia sẻ cùng với mọi người xem cho vui nha. Ly chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.